X51 Story mến chào các quý vị thính giả. Hoàng Trung là một vị tướng kiệt xuất cuối thời Đông Hán, đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông nổi tiếng với chiến thắng tại núi Định Quân vào năm 219 sau Công Nguyên, trong đó ông đã đánh bại tướng địch là Hạ Hầu Uyên. Mặc dù năm sinh của Hoàng Trung chưa được ghi chép trong sách sử, nhưng tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa đã miêu tả ông như một lão tướng, già dặn nhưng vẫn sở hữu sức mạnh phi thường, lập nhiều công lao, đóng góp to lớn cho Lưu Bị. Hoàng Trung cũng chính là một trong những ngũ hổ tướng của Lưu Bị gồm Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu, Hoàng Trung và Triệu Vân. Hoàng Trung là người của quận Nam Dương thuộc Kinh Châu. Trong Kinh Châu, Lưu Biểu đã chỉ định ông làm trung lang tướng cùng với Lưu Bàn, cháu của Lưu Biểu, trấn thủ huyện Du trong quận Trường Sa. Vào năm 208, khi Lưu Biểu qua đời, con trai của ông là Lưu Tông đầu hàng và nhường Kinh Châu cho Tào Tháo. Tào Tháo bổ nhiệm Hoàng Trung làm tỳ tướng và ông tiếp tục giữ vị trí cũ dưới sự cai trị của thái thú Trường Sa là Hàn Huyền. Sau khi Chu Du đánh bại Tào Tháo tại Xích Bích, Lưu Bị đưa quân đến chiếm Kinh Châu. Hoàng Trung đã đầu hàng và phục tùng Lưu Bị. Vào năm 210 sau Công Nguyên, Lưu Bị dẫn quân đến Tây Xuyên với mục đích giả vờ giúp Lưu Trương chống lại Trương Lỗ, nhưng thực chất là một âm mưu nhằm chiếm đoạt Ích Châu của Trương. Tướng Hoàng Trung theo Lưu Bị vào quân thục. Tại cửa ải Hà Manh, ông nhận lệnh quay đầu tấn công Lưu Trương. Ông thể hiện sự dũng cảm bằng việc xung phong dẫn đầu và dẫn dắt các sĩ quan xuất sắc. Ông được đánh giá là một người can đảm, kiên cường, cương nghị. Thành công trong việc chiếm Ích Châu, Lưu Bị đã phong ông làm Thảo Lỗ tướng quân. Vào cuối năm 218 sau Công Nguyên, Hoàng Trung theo Lưu Bị tham gia cuộc tấn công lên Hán Trung, một vùng đất mới mà Tào Tháo vừa chiếm được từ Trương Lỗ. Quân đội của Thục nhanh chóng chiếm được cửa ải Dương Bình vào đầu năm 219 sau Công Nguyên. Vượt qua sông Nguyện Thủy, Lưu Bị đã đặt trại tại núi Định Quân. Hoàng Trung được giao nhiệm vụ chỉ huy một đội quân dự phòng phía sau đỉnh núi này. Hạ Hầu Uyên, một tướng của Tào Ngụy, không biết về mưu kế của đối thủ, đã dẫn quân đến tấn công trại quân của Lưu Bị. Trong lúc hai bên đang giao tranh quyết liệt, đột nhiên Hoàng Trung xuất hiện từ trên cao, dùng trống thúc đẩy quân thủ. Sức mạnh của ông tạo ra tác động mạnh mẽ lên đội quân của Tào. Quân địch bị tan nát và không thể duy trì trận hình. Quân đội do Hoàng Trung chỉ huy đã giết được Hạ Hầu Uyên và thứ sử Ích Châu của Tào Tháo là Triệu Mung. Tháng 7 năm 219 sau Công Nguyên, Lưu Bị tự phong mình là Hán Trung Vương và bổ nhiệm Hoàng Trung làm hậu tướng quân, tương đương vị trí của Quan Vũ, Tiền tướng quân, Mã Siêu, Tả tướng quân và Trương Phi, Hữu tướng quân, đứng trên Triệu Vân, Dực tướng quân. Ông cũng được phong tước quan nội hầu. Quan Vũ đang trấn thủ Kinh Châu, nghe tin Hoàng Trung được bổ nhiệm ở vị trí nàng hàng, tỏ ra không bằng lòng. Tuy nhiên, sau khi Phí Thi giải thích và thuyết phục, Quan Vũ mới thôi bất bình. Hoàng Trung trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa được hư cấu khá nhiều, dù về chân dung, tính cách thì gần giống sử sách nhưng có nhiều tình tiết được tác giả La Quán Trung hư cấu, sáng tác. Lão tướng Hoàng Trung xuất hiện từ hồi 53 đến hồi 81. Cuộc đối đầu giữa Hoàng Trung và Quan Vũ tại Trường Sa được miêu tả rất hấp dẫn. Cả hai người có tài nghệ và võ công ngang nhau, không ai giành được ưu thế, bất phân thắng bại. Tuy nhiên, Hoàng Trung bị thái thú Hàn Huyền nghi ngờ rằng ông đã thông đồng với Quan Vũ nên bị sai chém. May mắn thay, Ngụy Diên đã can thiệp và giải cứu Hoàng Trung bằng cách đánh vào pháp trường. Mặc dù vậy, Hoàng Trung vẫn không đồng ý với việc Ngụy Diên giết Hàn Huyền, cuối cùng ông không thể ngăn cản được điều đó. Lưu Bị và Quan Vũ đã phải thuyết phục nhiều lần, Hoàng Trung mới thuận ý đi theo. Trong hồi thứ 70, tướng Trương Cáp của Ngụy thất bại trước Trương Phi tại Ngoã Khẩu Ải và sau đó nhận được 5.000 quân từ Tào Hống để tấn công cửa Hà Manh. Tin tức về việc này lan đến Thành Đô và Gia Cát Lượng nảy ra ý định sử dụng kế sách để kích động tướng Hoàng Trung. Hoàng Trung xin được đi cùng với tướng khác là Nghiêm Nhan. Lưu Bị đồng ý với đề nghị này, trong khi các tướng khác không tin rằng hai lão tướng có thể làm được gì lớn lao. Hoàng Trung có ý định chiếm núi Thiên Đăng, nơi lưu trữ lương thực của quân Tào, và ông nghĩ ra một kế sách. Ông giả vờ thất bại trong các trận đánh liên tiếp trước quân Tào và rút quân về cửa ải. Huyền Đức lo lắng và tham khảo ý kiến của Khổng Minh. Khổng Minh cho biết đó là mẹo của Hoàng Trung để làm cho quân địch tự mãn. Tuy nhiên, các tướng không tin vào điều này. Lưu Bị chỉ định Lưu Phong ra tiếp ứng. Vào canh 2, Hoàng Trung dẫn đội quân 5.000 người từ cửa ải vào tấn công. Quân Tào không thể đối phó, thất bại nặng nề. Hoàng Trung tiếp tục truy đuổi đến sáng sớm, giành lại nhiều trại và tiếp tục thúc đẩy quân đánh theo. Quân Tào rút về núi Thiên Đăng. Sau đó, quân Tào cố gắng phản công nhưng thất bại. Hàn Hạo và Hạ Hầu Đức bị tiêu diệt. Quân Tào rút khỏi núi Thiên Đăng và chạy về núi Định Quân. Nhân dịp đó, Huyền Đức tiến đến đánh Hán Trung, thưởng cho Hoàng Trung và Nghiêm Nhan. Sau đó, Lưu Bị sai Hoàng Trung và Pháp Chính dẫn quân đánh vào núi Định Quân. Trận chiến núi Định Quân, trong truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa, vai trò của Hoàng Trung được mô tả rất quan trọng. Ông tham gia chiến dịch cùng với Pháp Chính mà không có sự tham gia của Lưu Bị. Về cái chết của Hoàng Trung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa mô tả như sau. Khi Lưu Bị dẫn 70 vạn đại quân đánh Đông Ngô để báo thù cho Quan Vũ, Trương Phi,
Hoàng Trung dẫn quân đến Di Lăng nghênh chiến quân Ngô. Hoàng Trung gặp Phan Trương, chém chết bộ tướng hư cấu của Phan Trương là Sư Tịch. Phan Trương chống cự không nổi bỏ chạy. Quan Hưng, Trương Bào đến khen ngợi Hoàng Trung và khuyên ông quay về, nhưng Hoàng Trung không nghe. Đánh được vài hiệp, Phan Trương lại bỏ chạy, Hoàng Trung rượt theo, được chừng vài dặm, hai đạo binh mai phục ào tới, một phía là Chu Thái, một phía là Hàn Dương xông ra một lượt. Phía trước Phan Trương phủ vây Hoàng Trung vào giữa. Hoàng Trung cố sức chống cự lại nhưng bị trúng tên, may nhờ có Quan Hưng, Trương Bào đến cứu. Lưu Bị nghe tin Hoàng Trung trọng thương thì đến thăm. Đến nửa đêm, Hoàng Trung tắt thở, Lưu Bị đau buồn, sai đưa về Thành Đô chôn cất tử tế. Cuộc đời của Hoàng Trung gắn liền với cây cung, mũi tên, và khi chết ông cũng ra đi vì mũi tên, ứng với câu nói, sinh nghề tử nghiệp. Tuy nhiên, tình tiết này cũng là do nhà văn La Quán Trung hư cấu ra, bởi Hoàng Trung mất trước khi Lưu Bị dẫn quân đi đánh Đông Ngô. Quan hệ giữa Hoàng Trung và các tướng sĩ cũng vẫn luôn rất hòa hợp, nhưng có một điều khó hiểu, đó là lời ông nói trước lúc lâm chung lại khiến cho Lưu Bị vô cùng phẫn nộ. Việc này phải kể từ trận chiến núi Định Quân. Tào Tháo nghe tin Lưu Bị đã chiếm lĩnh được Kinh Châu và Ích Châu, bèn cảm thấy vô cùng bất an. Ông cử thuộc hạ là đại tướng Hạ Hầu Uyên chỉ huy 10 vạn quân đóng giữ Hán Trung. Dưới sự chỉ dẫn của Pháp Chính, Lưu Bị đem quân tới Hán Trung. Sau khi trải qua trận Xích Bích, hai quân giao tranh thêm lần nữa, trận chiến hết sức dữ dội. Hạ Hầu Uyên không hổ là danh tướng đương thời, bày binh bố trận hết sức chặt chẽ, không một sơ hở. Nhưng Pháp Chính là người có ánh mắt nhạy bén, nhìn thấy đối phương đang thị sát quân đội, cổ vũ tinh thần binh sĩ ở tiền tuyến, cho rằng đây là một bước ngoặt chuyển tiếp, bèn lệnh cho Hoàng Trung chỉ huy quân xung kích tinh nhuệ bám theo tập kích bất ngờ, quân thuộc ở phía sau khuya chiêng gióng trống trợ uy. Trong tiếng trống rung trời chuyển đất, Hoàng Trung tiên phong đi trước, chém chết Hạ Hầu Uyên ngay tại trận. Quân đội của Tào Tháo mất đi thống soái, như rắn mất đầu, bị đại quân của Lưu Bị xé lẻ. Cuối cùng Lưu Bị thắng được trận Hán Trung, công thần đắc lực Hoàng Trung cũng vang danh thiên hạ nhờ trận chiến này. Lưu Bị lên làm Hán Trung vương, khí thế bừng bừng cho lập nên Ngũ Hổ thượng tướng. Thời điểm đang chuẩn bị đem quân tới Tây Lương chiếm lấy đồng bằng Quan Trung theo nội dung của Long Trung đối sách, thì có tin dữ truyền tới, lão tướng Hoàng Trung nhiễm phong hàn, bởi vậy chẳng còn sống được thêm bao lâu nữa. Lưu Bị sốt sáng dẫn theo các tướng tới thăm hỏi, năm lần bảy lượt yêu cầu thầy thuốc bằng mọi cách phải chữa khỏi cho Hoàng Trung. Khi ấy Hoàng Trung đã vào độ tuổi thời đó hiếm, lại thêm bệnh tình tích lũy sau nhiều năm chinh chiến, bản thân ông cũng biết bệnh của mình chẳng thể cứu chữa nổi. Hoàng Trung nhìn những người đang đứng bên giường bệnh, từ Lưu Bị, Gia Cát Lượng đến những tướng sĩ như Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, ông cảm thấy vô cùng luyến tiếc. Thế nhưng Hoàng Trung vẫn thều thào nói với Lưu Bị rằng, khẩn cầu bệ hạ nghỉ ngơi dưỡng sức. Trong tình huống lúc bấy giờ, không còn nghi ngờ gì nữa, câu nói này đang nhắc nhở Lưu Bị hãy tạm hoãn giao chiến. Vừa nghe hết câu, Lưu Bị đã đùng đùng nổi giận. Tại sao lại như vậy? Chúng ta hãy nhìn lại xem chính quyền thuộc Hán được xây dựng nên ra sao. Từ khi còn rất trẻ, ba anh em Lưu Bị đã bắt đầu dốc sức giành lấy thiên hạ. Khó khăn lắm mới có được một chức quan quèn sau bao cuộc dẹp cướp, bao cuộc dẹp loạn, nhưng rồi lại bị ép phải từ quan vì trốn quan trường hủ bại. Sau đó, Lưu Bị quay sang giúp liên quân 18 lộ chư hầu phá địch đánh Hà Lạc Dương tại ải Hồ Lao, đấu trí đấu dũng ở Từ Châu với Tào Tháo, Lã Bố, mấy chục năm đánh Nam dẹp Bắc, trải qua vô số lần chém giết ác liệt, cuối cùng vất vả lắm mới chia được thiên hạ ra làm ba. Đúng lúc chuẩn bị phát triển tiền đồ to lớn, tại sao Hoàng Trung lại khuyên ông dừng tay? Triệu Vân đứng phía sau Lưu Bị càng tỏ ra tức giận hơn. Triệu Vân chẳng ngại đường xa, bất chấp nguy hiểm tới tính mạng để xuống phía Nam đầu quân cho Lưu Bị, mở ra được một con đường máu giữa mấy chục vạn đại quân của Tào Tháo, cũng khiến cho quân địch phải khiếp sợ tại trận Hán Trung. Có thể nói Triệu Vân được là thành viên của Ngũ Hổ thượng tướng cũng là nhờ chinh chiến bao năm. Hiện giờ tình hình đã tốt lên, tại sao Hoàng Trung lại muốn thục quốc dừng lại như vậy? Vì câu nói của Hoàng Trung mà Triệu Vân suýt chút nữa giận dữ bỏ về. Tuy nhiên, người lúc lâm chung thường nói điều thật lòng. Khi ấy Hoàng Trung đã đi tới phần cuối cùng của cuộc đời, ông rất rõ tình thế của thiên hạ. Trước mắt tuy rằng Thục Hán giành nhiều thắng lợi, nhưng nếu so sánh với Tào Tháo và cả Đông Ngô thì vẫn còn quá yếu kém. Và lại trước mắt Thục Hán tuy đã thắng được vài trận chiến, nhưng vẫn phải gánh chịu hậu quả của những trận chiến này. Lưu Bị lúc này tự cho rằng mình vô địch thiên hạ, đây là một nhược điểm chí mạng. Hoàng Trung cũng có ý tốt nhắc nhở Lưu Bị, nhưng lại trái ngược với quan điểm của tất cả mọi người khi ấy. Cuối cùng lời nói chân thành từ trong tâm lại không nhận được sự tán đồng của người khác, đành phải thở dài thất vọng. Theo sử liệu, năm 220 sau Công Nguyên, sau khi Kinh Châu thất thủ và Quan Vũ bị hại, Lưu Bị nóng lòng muốn báo thù Đông Ngô. Tuy nhiên lúc đó lại xảy ra nhiều biến cố nên một năm sau Lưu Bị mới đem quân đi đánh Đông Ngô được. Trong khi toàn quân đang tập hợp chưa xuất phát thì ông lại mất Trương Phi vì bị các thủ hạ Phạm Cương, Trương Đạt sát hại, sau đó hai người này sang hàng Ngô. Lưu Bị đau đớn, muốn trút hết căm giận lên Tôn Quyền. Tháng 8 năm 221 sau Công Nguyên, ông hạ lệnh tập trung quân ở Giang Châu.
Vì Hoàng Trung đã mất, ông để Ngụy Diên và Mã Siêu phòng Tào Ngụy phía Bắc, cùng các tướng Mã Lương, Hoàng Quyền, Trình Kỳ, Trương Nam, Ngô Ban, Phùng Tập và Triệu Vân lên đường. Và hậu quả sau đó chúng ta đã biết, Lưu bị mất và thế chân vạc của Tam Quốc hình thành. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.